Tại tỉnh Bình Thuận, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Thuận Bắc vừa tạm giữ một đối tượng có hành vi cướp giật tài sản xảy ra vào chiều ngày 9 tháng 12 tại địa bàn xã Hàm Đức. Đáng chú ý, đối tượng đang là học sinh lớp 12 tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn. Tại cơ quan công an, đối tượng thực hiện vụ cướp cho biết do thiếu tiền để trả nợ nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Đối tượng đã mặc áo khoác, đeo khẩu trang, dùng băng keo dán che biển số rồi điều khiển xe máy đến một tiệm vàng trong chợ Sara thuộc xã Hàm Đức, giả vờ hỏi mua một chiếc nhẫn trị giá gần 6 triệu đồng. Và lợi dụng chủ tiệm vàng sơ hở là người lớn tuổi, đối tượng đã cướp giật chiếc nhẫn rồi lên xe tẩu thoát. Sau đó đến một tiệm vàng khác bán được với giá 5 triệu 380 nghìn đồng để trả nợ và tiêu xài.